Câu 50. Cho hàm số y bằng f(x) có đạo hàm f phẩy bằng x bình phương cộng 10x với mỗi x thuộc R. Đề bài hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y bằng f của x vô 4 trừ 8 bằng x bình phương cộng m có đúng 9 điểm cực trị. Để tìm cực trị của hàm số y, trước tiên chúng ta tính đạo hàm của nó. Chúng ta có y phẩy. Y phẩy chính là f của x vô 4 trừ 8 bằng x bình phương cộng m. Rồi chúng ta lấy đạo hàm. Hàm số này đang có dạng fu đạo hàm. Chúng ta có công thức đạo hàm của hàm hợp. Fu đạo hàm. Fu đạo hàm bằng u đạo hàm nhân f phẩy u. Như vậy tới đây mình sẽ được u đạo hàm chính là 4 lần x mũ 3 trừ 16 x nhân f phẩy u là f phẩy của x mũ 4 trừ 8 x bình phương cộng m. Sau đó chúng ta giải phương trình y phẩy bằng 0. Thì lúc này mình sẽ được 4 lần x mũ 3 trừ 16 x bằng 0. Hoặc là phương trình f phẩy của x mũ 4 trừ 8 lần x bình phương cộng m bằng 0. Phương trình trên cho chúng ta ba nghiệm x bằng 0, x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2. Để giải được phương trình dưới, tức là phương trình đang có dạng f phẩy u bằng 0, thì chúng ta cần phải giải được phương trình f phẩy x bằng 0. Đề bài cho f phẩy x bằng x bình phương cộng 10x. Cho nên chúng ta sẽ có ngay f phẩy x bằng 0, tức là x bình phương cộng 10x bằng 0. Khi đó chúng ta sẽ được hai nghiệm x bằng 0 hoặc là x bằng trừ 10. Như vậy f phẩy x mà bằng 0 thì x bằng 0 hoặc x bằng trừ 10. Do đó nếu phương trình nó đang có dạng là f phẩy u bằng 0 thì chúng ta cũng sẽ được hoặc là u bằng 0 hoặc là u bằng trừ 10. Tức là chúng ta sẽ có x mũ 4 trừ 8 lần x bình phương cộng m bằng 0 hoặc là x mũ 4 trừ 8 lần x bình phương cộng m bằng trừ 10. Ba nghiệm ở trên chúng ta ghi lại x bằng 0, x bằng 2, x bằng trừ 2. Hai phương trình dưới này chúng ta sẽ cô lập m, chỗ nào có m thì chúng ta để về bên phía bên trái và không có m thì mình sẽ chuyển đi. Là phương trình này mình sẽ được m bằng trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương. Dưới này là m cộng 10 bằng trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương. Chúng ta thấy đạo hàm của hàm số y đang có 3 nghiệm đơn là x bằng 0, x bằng 2 và x bằng trừ 2. 3 nghiệm đơn này sẽ sinh ra cho chúng ta 3 điểm cực trị. Như vậy để được 9 điểm cực trị thì chúng ta cần phải thêm 6 điểm cực trị nữa. Mà muốn 6 điểm cực trị tức là phương trình f phẩy của x mũ 4 trừ 8 lần x bình phương cộng m phải có 6 nghiệm. 6 nghiệm đơn hoặc là 6 nghiệm mỗi lẻ. Như vậy khi mà chúng ta đã cô lập được m bằng trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương và dưới này là m cộng 10 bằng trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương, thì bây giờ chúng ta sẽ xét hàm số trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương. Hàm số gx bằng trừ x mũ 4 cộng 8 lần x bình phương với mỗi x thuộc r. Khi đó chúng ta có g phẩy bằng trừ 4 lần x mũ 3 cộng 16 x. Phương trình g phẩy bằng 0 thì mình đã giải ở trên rồi, nó cũng giống như là 4 lần x mũ 3 trừ 16 x bằng 0. Phương trình này vẫn cho chúng ta ba nghiệm là x bằng 0, x bằng 2 hoặc là x bằng trừ 2. Khi mà có ba nghiệm rồi thì chúng ta sẽ lập bảng đứng kia. X, g phẩy x và g x trừ vô cùng đến cộng vô cùng. G phẩy x có ba nghiệm là trừ 2, 0 và 2. Hệ số A đang là trừ 4 là âm, do đó trừ, cộng, trừ, cộng. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ chiều biến thiên của hàm số gx. Cộng thì đi lên và dấu trừ thì đi xuống. Ngay chỗ cộng và trừ vô cùng thì hàm số tiến đến trừ vô cùng. Ở chỗ này thì hoàn toàn chúng ta có thể tính giới hạn được ngay. Chúng ta tìm các giá trị cực trị. Tại x bằng 0, x bằng 0 thì mình thay vào mình sẽ được hàm số g của 0 là bằng 0. Tại x bằng 2, x bằng 2 mình thay vào đây thì mình sẽ được 4 x 8 là 32. 2 mũ 4 là trừ 16, 32 trừ 16 là bằng 16. Như vậy, chúng ta sẽ được giá trị cực đại của hàm số gx là bằng 16 và giá trị cực tiểu là bằng 0. Ở đây chúng ta thấy đường thẳng y bằng m nó sẽ thấp hơn đường thẳng y bằng m cộng 10. Như vậy, đường thẳng y bằng m chúng ta sẽ xét từ dưới chúng ta xét lên. Ở đây thầy sẽ vẽ đường thẳng y bằng m ra. Và trong trường hợp mình đang xét trường hợp là nó thấp hơn cái giá trị cực tiểu là đường thẳng y bằng m này sao cho m phải lớn hơn 0. Đây chính là đường y bằng m. Y bằng m. Thì khi mà y bằng m mà m đang bé hơn 0 thì lúc này đường thẳng y bằng m sẽ cắt đồ thị hàm gx tại hai điểm phân biệt. Do đó rễ có 6 nghiệm phân biệt thì đường thẳng y bằng m cộng 10 cần phải cắt đồ thị của hàm gx tại thêm 4 điểm phân biệt nữa. Cắt đồ thị hàm số gx tại 4 điểm phân biệt thì m cộng 10 lúc này chắc chắn phải lớn hơn 0 và phải bé hơn 16, tức là nằm trong khoảng này.
Đây chính là đường thẳng y bằng m cộng 10. Như vậy chúng ta được trường hợp thứ nhất thỏa mãn là m phải bé hơn 0 và 0 phải bé hơn m cộng 10, bé hơn 16. Và chúng ta tìm xem còn trường hợp nào thỏa mãn nữa hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dịch chuyển đường thẳng y bằng m lên, lên cho nó bằng với lại vị trí bằng 0. Mình xem coi là lúc này nó có thỏa mãn yêu cầu bài toán hay không. Nếu đường thẳng y bằng m bằng 0 thì lúc này đường thẳng y bằng m sẽ cắt đồ thị hàm số tại tại 3 điểm. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba. Tuy nhiên chúng ta quan sát điểm thứ nhất là nghiệm đơn, điểm thứ hai cũng là nghiệm đơn, nhưng mà điểm thứ ba, điểm chính giữa này, điểm chính giữa này là nghiệm kép, tại vì nó tiếp xúc, lúc này nó tiếp xúc chứ nó không cắt. Mà nếu mà nó tiếp xúc có nghĩa là không phải là nghiệm, chưa chắc là nghiệm kép, nhưng mà mình biết chắc ăn là nó là nghiệm bội chẵn. Và nếu như mà nghiệm bội chẵn thì nó sẽ không trở thành cực trị. Do đó trong trường hợp này mình vẫn xem như nó chỉ có hai nghiệm đơn mà thôi, là nghiệm thứ nhất và nghiệm thứ hai bên này. Như vậy nếu mà nó đã có hai nghiệm, khi mà nó có hai nghiệm thì đường thẳng y bằng m cộng 10 bắt buộc phải cắt đồ thị hàm số thêm 4 điểm. Cắt lại 4 điểm tức là m cộng 10 vẫn nằm trong khoảng từ 0 cho đến 16. Do đó ngay chỗ này mình sẽ được trường hợp m bé hơn hoặc bằng 0 mình vẫn sẽ nhận. Tiếp tục bây giờ mình xét tiếp là mình còn trường hợp nào thỏa mãn nữa hay không. Thì muốn thỏa mãn hay không tức là chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta dời cái đường y bằng m, tiếp tục mình dời lên trên. Nếu bây giờ đường thẳng y bằng m mà nó cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm tức là nó đi trong khoảng từ 0 cho đến 16. Đây chính là đường y bằng m đi trong khoảng từ 0 cho đến 16, thì lúc này nó sẽ cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm. Khi đó đường thẳng y bằng m cộng 10 nó chỉ có thể là cao hơn đường y bằng m. Do đó nếu mà nó cao hơn đường y bằng m mà nó vẫn nằm trong khoảng từ 0 cho đến 16 thì nó vẫn cắt đồ thị tại 4 điểm. Thì lúc này mình được 8 điểm, 8 điểm tức là 8 nghiệm, 8 nghiệm thì không được, tại vì mình đang chỉ cần là cần thêm có 6 nghiệm thôi. Cho nên đường thẳng y bằng m cộng 10 lúc này bắt buộc phải cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm. Mà muốn cắt tại 2 điểm thì nó chỉ còn duy nhất là một trường hợp, nó phải đi ngang qua giá trị 16. Tức là m cộng 10 lúc này nó phải bằng 16 thì nó mới thỏa mãn. Tuy nhiên khi mà m cộng 10 bằng 16, đây chính là giá trị cực đại của hàm số. Ngay chỗ này chính là giá trị cực đại. Mà nếu mà m cộng 10 mà nó bằng ở đây có nghĩa là lúc này nó tiếp xúc. Mà nó tiếp xúc thì nghiệm này mình đã khẳng định là nghiệm. Nếu mà tiếp xúc thì nó là nghiệm bội chẵn. Do đó trong trường hợp này thì hai điểm này không phải là hai điểm cực trị. Như vậy nếu mà đường thẳng y bằng m mà nó cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm thì lúc này sẽ không có trường hợp nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Do đó chúng ta chỉ có duy nhất một trường hợp là trường hợp này thôi, tức là đường thẳng y bằng m nó phải thấp hơn hoặc là bằng 0, và đường thẳng y bằng m cộng 10 nó phải nằm trong khoảng từ 0 cho đến 16. Rồi, như vậy chúng ta sẽ lập luận dựa vào bảng biến thiên. Thì phương trình f phẩy của x mũ 4 trừ 8 lần x bình phương cộng m bằng 0 phải có 6 nghiệm. Sáu nghiệm này là sáu nghiệm bội lẻ, đồng thời nó phải khác với nghiệm x bằng 0, x bằng 2 và x bằng trừ 2. Rồi khi đó chúng ta được m bé hơn hoặc bằng 0 hoặc là m cộng 10 nằm trong khoảng từ 0 cho đến 16. Giải lại phương trình này ra chúng ta sẽ được m bé hơn hoặc bằng 0 trừ 2 bé cho 10 thì mình sẽ được trừ 10 bé hơn m bé hơn 6. M lại bé hơn hoặc bằng 0 tức là trừ 10 bé hơn m bé hơn hoặc bằng 0. Từ đây mình sẽ suy ra được m nó sẽ thuộc vào tập hợp các giá trị sau: trừ 9, trừ 8 cho đến 0. Trừ 9 cho đến trừ 1 là 9 giá trị, cộng thêm giá trị bằng 0 nữa. Như vậy mình sẽ có 10 giá trị của m thỏa mãn. Do đó mình sẽ chọn đáp án là câu D.